chấn động, lộc trời ban xuống. Đúng tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, buôn bán lãi cực đậm, tiền bạc vây quanh, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng. Kính thưa quý anh chị Nhâm Tuất thân mến, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại quý anh chị Nhâm Tuất 1982. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp quý anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Nhâm Tuất 1982 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao, đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý mệnh chủ, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý anh chị Nhâm Tuất 1982 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Và ngay sau đây, không để quý anh chị Nhâm Tuất 1982 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Chấn động, lộc trời ban xuống. Đúng tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, buôn bán lãi cực đậm, tiền bạc vây quanh, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng. Đầu tiên là luận giải về tổng quan, tử vi Nhâm Tuất sinh 1982 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Nhâm Tuất 1982, tháng này có nguyệt lệnh Lâm Mộ tác động, điều này cho thấy bản mệnh có sự quyết tâm cao độ trong công việc mình. Chính vì thế, Nhâm Tuất đã xây dựng cho mình một kế hoạch rất rõ ràng và kỷ luật cao để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Nhâm Tuất không để bất cứ điều gì làm cho mình bị sao nhãng, mà con giáp này còn luôn tập trung vào những việc quan trọng. Nhâm Tuất cũng không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức, cũng như kỹ năng của mình trong những lĩnh vực mình còn yếu kém. Nhưng mà Nhâm Tuất hiểu rằng, sự nghiệp không phải là con đường thẳng, mà nó có lúc phải chịu sự chậm trễ, khó khăn để có thể tiến xa hơn. Nhâm Tuất có tinh thần lùi một bước để tiến hai bước, mà con giáp này sẽ không vội vàng hay là nôn nóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách làm việc của Nhâm Tuất. Có những người cảm thấy Nhâm Tuất quá khắt khe, quá nghiêm túc, quá ít vui chơi, họ có thể nói xấu hoặc chỉ trích Nhâm Tuất. Con giáp này thường xuyên từ chối những lời mời gọi. Nhâm Tuất không nên để bị ảnh hưởng bởi những người này nhé, mà hãy tin vào bản thân và những gì mà quý mệnh chủ đang làm. Nhâm Tuất cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhâm Tuất không nên quá cứng nhắc cũng như quá cố chấp trong công việc, mà hãy biết linh hoạt và lắng nghe ý kiến của người khác. Nhâm Tuất cũng nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè và người yêu để họ cảm thấy Nhâm Tuất quan tâm và yêu thương họ. Theo lá số tử vi tháng mới thì có Tỳ Kiên chiếu mệnh, điều này khiến bản mệnh gặp phải nhiều lời đồn đại, bàn tán về cuộc sống cá nhân của mình. Điều này có thể làm Nhâm Tuất cảm thấy buồn bã, lo lắng và căng thẳng. Nhâm Tuất lúc này nên biết cách bảo vệ sức khỏe, tinh thần của mình, không để những điều tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng và công việc của mình. Vận trình tình cảm của Nhâm Tuất trong tháng này cũng không có nhiều biến động. Nhâm Tuất không coi đây là ưu tiên hàng đầu của mình, mà hơn nữa là sự nghiệp. Nếu người ấy hiểu và ủng hộ Nhâm Tuất, thì mối quan hệ sẽ ổn định và hạnh phúc. Nếu người ấy không hài lòng và ghen tuông, thì Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với những xung đột và tranh cãi. Và tiếp theo chương trình, thì xin mời quý anh chị Nhâm Tuất cùng lắng nghe những dự ngôn, luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới, thì quý bản mệnh Nhâm Tuất sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị Nhâm Tuất cùng lắng nghe. Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý anh chị Nhâm Tuất 1982 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau.
Bản mệnh Nhâm Tuất đã trải qua những tháng đầu năm mới với nhiều hoạt động ngoại giao và kết nối, nhưng cũng để lại cho Nhâm Tuất cảm giác mệt mỏi và kiệt sức. Cho nên lúc này, quý mệnh chủ cần dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và bảo vệ sức khỏe. Nhâm Tuất cũng nên tham gia quá nhiều buổi tiệc tùng hay nhậu nhẹt vì chúng có thể gây hại cho cơ thể và tinh thần của Nhâm Tuất đấy. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất để Nhâm Tuất có thể hoàn thành công việc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Nhưng quý mệnh chủ cần chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, phù hợp với cơ địa của mình. Nếu Nhâm Tuất thuộc người âm hư thì Nhâm Tuất nên ăn nhiều rau xanh, đậu, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, mía và các loại ngũ cốc nhé. Nếu Nhâm Tuất thuộc người dương hư thì Nhâm Tuất nên ăn nhiều thịt gà, dê, bò và các loại thực phẩm giàu protein. Nhâm Tuất cũng nên uống đủ nước mỗi ngày để tránh uống quá nhiều đồ uống có ga, cà phê hay rượu bia. Ngoài ra, Nhâm Tuất cũng nên rèn luyện thể chất bằng cách tập thể dục, tập yoga hay thiền định. Những hoạt động này sẽ giúp Nhâm Tuất giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức đề kháng và cải thiện tâm trạng. Và Nhâm Tuất cũng có thể chọn những sở thích cá nhân để làm trong thời gian rảnh rỗi như là đọc sách, nghe nhạc, xem phim hay làm đẹp. Những điều này sẽ giúp Nhâm Tuất tăng thêm sự tự tin và hạnh phúc. Tháng này ngũ hành tác động, mà ngũ hành thuộc hành thổ. Trong tháng này, có ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc thuộc hành kim. Đây là mối quan hệ sinh khí giữa thổ sinh kim, là sẽ có lợi cho tuổi Nhâm Tuất trong công việc và tài lộc. Tuy nhiên, Nhâm Tuất cũng cần phải cẩn trọng khi đi xa trong những ngày này, vì có thể quý mệnh chủ sẽ gặp phải những rắc rối hay là va quẹt giao thông không mong muốn. Nhâm Tuất lúc này nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi và hãy mang theo những vật dụng cần thiết và tuân thủ luật lệ giao thông. Nhâm Tuất cũng nên giữ liên lạc với gia đình và bạn bè để họ biết được tình hình của Nhâm Tuất. Bản mệnh Nhâm Tuất là một trong những tuổi có tính cách kiên cường và chịu đựng. Nhâm Tuất luôn biết cách vượt qua khó khăn và không ngừng phấn đấu. Nhưng Nhâm Tuất cũng không nên quá áp lực bản thân hay quên mất việc chăm sóc sức khỏe. Bạn hãy luôn giữ cho mình có một tinh thần thoải mái và lạc quan để có thể đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên và gia đạo của quý bản mệnh Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng khá thuận lợi cho bản mệnh Nhâm Tuất, đặc biệt là về tình cảm. Nếu Nhâm Tuất đã có người yêu bên cạnh, thì quý mệnh chủ hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu đó. Người ấy sẽ luôn ủng hộ và đồng cảm với Nhâm Tuất trong những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào Nhâm Tuất cũng có thể tránh được những xích mích và bất đồng. Đôi khi Nhâm Tuất sẽ cảm thấy bực bội và tức giận với người ấy vì những điều nhỏ nhặt. Đừng để những cơn giận dỗi làm ảnh hưởng đến tình yêu của Nhâm Tuất nhé, mà mệnh chủ hãy biết kiềm chế và xin lỗi khi sai lầm. Hãy luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người ấy. Mệnh chủ cũng hãy chia sẻ và quan tâm đến những điều mà người ấy mong muốn và lo lắng. Ngoài ra, Nhâm Tuất cũng nên chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và tình yêu. Nhâm Tuất hãy là người nhiệt tình và chuyên cần trong công việc. Nhưng đừng quên rằng, người yêu của Nhâm Tuất cũng cần sự quan tâm và chăm sóc của Nhâm Tuất đó. Nếu Nhâm Tuất luôn bận rộn và không có thời gian dành cho người ấy sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và lãng quên. Đó là điều mà Nhâm Tuất không muốn phải đối mặt. Chính vì thế, mệnh chủ hãy cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mà có những khoảnh khắc bên nhau. Mệnh chủ hãy nói ra những lời yêu thương và biểu hiện sự âu yếm. Nhâm Tuất sẽ thấy rằng tình yêu của Nhâm Tuất sẽ ngày càng vững chắc và hạnh phúc. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất độc thân, thì tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng là một tháng có nhiều cơ hội để tìm kiếm tình yêu. Nhâm Tuất là người rất tập trung vào sự nghiệp và con giáp này không quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng đó không phải là lý do để Nhâm Tuất tự cô đơn và khép kín. Mà Nhâm Tuất nên biết rằng, có nhiều người xung quanh Nhâm Tuất đang quan tâm và yêu mến mình. Chính vì thế, quý mệnh chủ hãy mở lòng và mở rộng quan hệ với những người mới. Mệnh chủ hãy tham gia vào những hoạt động vui vẻ và thoải mái. Hãy tỏ ra thân thiện và lịch sự với mọi người. Nhâm Tuất sẽ phát hiện ra rằng có nhiều người phù hợp với Nhâm Tuất và có thể trở thành người yêu tiềm năng của Nhâm Tuất. Chính vì thế quý mệnh chủ đừng bỏ lỡ những cơ hội này mà hãy dũng cảm bước ra và tỏ tình khi mà Nhâm Tuất đã tìm được người mình yêu. Tuy nhiên, trong tháng này Nhâm Tuất cũng cần phải cẩn thận với những người xấu xa và giả dối. Có thể có những người ghen ghét và muốn hại Nhâm Tuất và họ sẽ nói xấu Nhâm Tuất sau lưng hoặc là làm những điều khiến Nhâm Tuất mất uy tín và danh dự. Đôi khi những người này lại là những người thân thiết hoặc gần gũi với Nhâm Tuất. Chính vì thế Nhâm Tuất nên giữ mắt mũi sáng suốt để phát hiện những kẻ này nhé, mà đừng tin tưởng quá mức vào những lời nói hay hứa hẹn của họ. Đừng để họ lợi dụng ân tình của Nhâm Tuất để đạt được mục đích xấu xa của họ. Mệnh chủ hãy biết bảo vệ bản thân và giữ gìn lòng tự trọng của mình. Vậy bước sang tháng 3 âm lịch năm 2024 này, thì tình hình công việc,
sự nghiệp của quý anh chị Nhâm Tuất sẽ có chuyển biến như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị cùng lắng nghe dấu hiệu thứ 3 là về phương diện công danh sự nghiệp như sau. Theo luận giải tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất thấy rằng do chịu ảnh hưởng của tương xung, cho nên bản mệnh Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với những rắc rối, căng thẳng liên tục trong công việc và nguyên nhân ở đây là do Nhâm Tuất gặp phải những người có ý đồ xấu muốn hãm hại hoặc gây khó dễ cho Nhâm Tuất. Nhâm Tuất có thể không nhận ra được những âm mưu gian trá, lừa bịp và đố kỵ của họ vì Nhâm Tuất là người suy nghĩ đơn giản, chân thành và không muốn làm ảnh hưởng tới ai. Tuy nhiên, mệnh chủ lúc này cần cảnh giác và tỉnh táo hơn vì mọi chuyện không đơn giản như Nhâm Tuất nghĩ đâu và để xử lý những vấn đề trong công việc và mối quan hệ nơi công sở, thì Nhâm Tuất nên nhờ sự hỗ trợ của những người có nhiều kinh nghiệm và uy tín. Họ sẽ cho Nhâm Tuất những lời khuyên và chỉ dẫn phù hợp để Nhâm Tuất có thể vượt qua những khó khăn. Lúc này Nhâm Tuất cũng nên lắng nghe và kiên nhẫn làm theo những gợi ý của họ nhé, vì mọi việc cũng cần có thời gian để giải quyết. Nhâm Tuất cũng đừng vội vàng hay nóng giận khi gặp phải những tình huống khó xử, thì Nhâm Tuất cũng nên tập trung vào việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chứ đừng để bị sao nhãng hay mất tập trung bởi những phiền muộn. Nhâm Tuất cũng nên cố gắng học hỏi thêm kỹ năng và kiến thức mới để nâng cao năng lực và chuyên môn của mình. Đó là cách tốt nhất để Nhâm Tuất tự tin hơn và khẳng định được giá trị của mình trong công việc. Nhìn chung, tháng 3 âm lịch năm 2024, đây là một tháng không quá thuận lợi cho Nhâm Tuất trong công việc và mối quan hệ nơi công sở. Tuy nhiên, Nhâm Tuất không nên quá lo lắng hay là chán nản, mà hãy biết cách xử lý tình huống hiệu quả và tránh những rủi ro không đáng có. Nhâm Tuất cũng nên tận dụng những nguồn lực có sẵn để hỗ trợ Nhâm Tuất trong công việc. Và dấu hiệu thứ tư, và cũng là dấu hiệu cuối cùng, sẽ là dấu hiệu về tài lộc của bản mệnh Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận giải mới nhất, thì tuổi Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2024 sẽ gặp phải đại hao tác động và đây là sao xấu mang lại nhiều khó khăn và trắc trở cho bản mệnh. Đặc biệt về mặt tài chính, cho dù Nhâm Tuất đã rất cẩn thận và tiết kiệm trong việc chi tiêu, nhưng vẫn không tránh khỏi những khoản phải bỏ ra lớn lao trong tháng này. Có thể Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với những chi phí bất ngờ như sửa chữa nhà cửa, xe cộ, máy móc hoặc là trả nợ cho người thân, bạn bè, hoặc là có thể Nhâm Tuất 1982 sẽ phải đầu tư vào một dự án kinh doanh mới mà kết quả chưa chắc đã thuận lợi, hoặc là có thể Nhâm Tuất sẽ bị mất trộm, bị lừa đảo hoặc bị phạt tiền vì những sai lầm không đáng có. Cho dù là lý do gì đi nữa, nhưng Nhâm Tuất đều cảm thấy rất áp lực và lo lắng về tình hình tài chính của mình. Nhâm Tuất có thể cảm thấy bất công và oán trách số phận khi mà Nhâm Tuất đã cố gắng tích cóp từng đồng, từng xu mà vẫn không có được sự an toàn và thoải mái. Nhâm Tuất có thể cảm thấy hối tiếc và buồn bã khi mà Nhâm Tuất đã bỏ qua những niềm vui và sở thích của bản thân để dành dụng mà bản thân thì vẫn không có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, Nhâm Tuất cũng không nên quá bi quan và nản lòng nhé. Thay vào đó, Nhâm Tuất nên nhìn nhận đây là một cơ hội để rèn luyện và nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình. Nhâm Tuất lúc này nên học hỏi từ những sai lầm và rút ra những bài học quý giá cho tương lai. Nhâm Tuất nên tìm kiếm những nguồn thu nhập mới và tận dụng những cơ hội kinh doanh có lợi. Nhưng Nhâm Tuất cũng nên kiểm soát được chi tiêu của mình và tránh xa những cuộc vui xa xỉ mà không cần thiết nhé. Và một trong những cách hiệu quả giúp Nhâm Tuất quản lý tài chính tốt hơn đó là ghi chép các khoản thu chi trong ngày, nhưng rất có thể sử dụng sổ tay, file Excel hoặc là các ứng dụng trên điện thoại để làm việc này. Bằng cách này, Nhâm Tuất chắc chắn sẽ biết được Nhâm Tuất đã chi tiêu vào đâu, bao nhiêu và vì sao. Nhâm Tuất sẽ có được cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về dòng tiền cá nhân của mình. Từ đó, Nhâm Tuất sẽ có thể lập ra một ngân sách hợp lý và phù hợp với thu nhập và mục tiêu của mình. Quý anh chị đang theo dõi video Lộc Trời Ban Xuống, đúng tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, buôn bán lãi cực đậm, tiền bạc vây quanh, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng. Thưa quý anh chị Nhâm Tuất sinh năm 1982, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý mệnh chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xin mời Nhâm Tuất sinh năm 1982 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý mệnh chủ là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Một là,
vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng Giêng, tức tháng 1 âm lịch. Thì trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, cho nên người tuổi Nhâm Tuất sinh vào thời điểm này trong năm cũng có tính cách chính trực, lương thiện, họ rất có ý chí kiên định, vững vàng và gia đạo cũng rất hưng vượng vô cùng. Và từ khi sinh ra thì họ đã có số thăng quan, phát tài, họ rất thông minh, tài giỏi ở trên vạn người, mà không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở, người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, cho nên họ có con đường phát triển hanh thông. Vượng phát, có thể nói, người cầm tinh Nhâm Tuất mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, khi vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, đây là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 2 âm lịch giỏi, tài trí hơn người, họ biết cách dùng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành tài, có thể thống lĩnh đại quân lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, vừa có trung, lại vừa có hiếu. Quả thật không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để cho người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết thanh minh, đất trời giao hòa, chịu ơn mưa móc. Người tuổi Nhâm Tuất được cường lộc đất trời, cho nên có khí thế xung thiên lập, cho nên nhiều công trạng hoang lộ hanh thông trong người. Ngưỡng vọng người này, tiền vận không được tốt cho lắm, từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, cho nên thăng tiến nhanh như vũ bão mà hiếm người bì kịp. Người cầm tinh Nhâm Tuất sinh hoạt tháng này trời sinh thông minh, đỉnh ngộ, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao tới bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là rơi vào tiết lập hạ, tiết trời nóng bức, song cây cối lại sum suê, tươi tốt, người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này sẽ được hưởng phú quý cả đời, không phải lo phiền. Con cháu hiền hòa, hiếu thảo, người cầm tinh Nhâm Tuất sinh vào tháng 4 âm lịch xem bói tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Quý mệnh chủ trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan, tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là rơi vào tiết mang trùng, vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm, riêng văn võ song toàn, can đảm hơn người, họ biết tiến và cũng biết lùi, rất giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà họ đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, nhờ có tài năng hơn người và có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, cho nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên người này tính khí có phần nóng nảy, cho nên dễ đắc tội với người, chính vì thế, bạn cần cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng nhé. Vận mệnh của Nhâm Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Thì tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, trong năm tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó, chính nhờ thế mà hôn đúc cho người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này ý chí hơn người họ, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng, có điều là ý chí không thiếu mà tài lực lại góp phần ít ỏi, cho nên mưu sự khó thành, vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 6 này khá trắc trở, bạn phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp, người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ tới cùng, có ý chí, có quyết tâm là đó. Song một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ khó lòng thực hiện, bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ, quý mệnh chủ có thể gặp phải chuyện buồn. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, sinh tháng này là vào tiết lập thu, khi xem vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu thì họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, siêng năng, giúp đỡ mọi người vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng, cho nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, phải từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có.
cho nên tay trắng làm nên cơ nghiệp và được người người kính nể. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh Nhâm Tuất là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư đỉnh ngộ, cho nên mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng. Chính vì thế, bạn nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, tất cả đều được trọng vọng mà vang danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song, người này phúc lộc tổ tông bạc nhược, cho nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính, may sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, cho nên bạn sẽ gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh của Nhâm Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Thì tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, họ học cao, hiểu rộng, chỉ hiếm khi không gặp thời cho nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng, vì đại nghiệp, thậm chí họ còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp thì tài trí lớn, họ rất thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém nên có tính dựa dẫm hay ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại, cho nên làm gì cũng khó khăn, cản trở, không được quý nhân trợ mệnh, thường có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thắng thế sự, không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này thì tự lập thân, dám chịu khó chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh của Nhâm Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Thì tháng 10 là tiết lập đông, vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này tuy rằng vất vả là đó, nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, son sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều, nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu, họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã, nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy, thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát, nếu không thì vất vả cả đời nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh của Nhâm Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Sinh tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí là bạn có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, va quẹt hạ, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu vạn sự cẩn trọng. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 11 âm thì cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, cho nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì cho dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Bạn có điểm báo hiểm họa, cho nên quý mệnh chủ cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự nhé, mà chớ lơ là cảnh giác, kẻo sẽ vướng vẻ tai họa từ trên trời rơi xuống đó. Cuối cùng là vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch. Người cầm tinh Nhâm Tuất sinh tháng 12 âm lịch, cuộc đời nhiều sóng gió ưu tư, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, vì thế bạn khó có được thành tựu nào đáng kể, cho nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, siêng năng kết giao bạn bè để vượng vận quý nhân và nhờ có quý nhân nâng đỡ, vì thế bạn sẽ có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra đạt được ước nguyện, có sự nghiệp, công danh thăng tiến. Kính thưa quý anh chị Nhâm Tuất thân mến, đời người có vay có trả, luật nhân quả không chừa một ai, đối với mọi sự trên đời đều theo lẽ này. Luật nhân quả trong tình yêu có lẽ là thứ nhân quả dễ nhận ra nhất, cũng đến sớm nhất, không cần mất nhiều thời gian đâu, ta lấy gì của người sẽ được hồi đáp nguyên vẹn. Tình yêu thứ tình cảm mà sâu thẳm trong mỗi con người đều khát khao, mong chờ và mê đắm. Giữa dòng đời đông đúc, ai cũng muốn tìm thấy một người mang tới nụ cười, niềm vui và sự bình an trong lòng. Đời muôn ngàn hướng, tình trăm ngàn lối, mỗi người đều có lựa chọn riêng, con đường riêng để tìm tình yêu, chỉ là dù đi đường nào thì cũng không thoát khỏi luật nhân quả trong tình yêu. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, người chân thật sẽ tìm thấy chân tình, hẳn là sẽ nhiều người không tin, hẳn là sẽ nhiều người cho rằng đó chỉ là lý thuyết suông, không có giá trị hữu dụng. Đó là vì nhân quả đến thì ta chưa biết đấy là nhân quả đến nhưng ta lại cho đó là số phận, là rủi ro, là điểm ông trời không thương xót, rồi ngồi than thân trách phận, chửi đời chửi người. Có mấy ai đường tình trắc trở mà tự kiểm điểm lại mình, mượn chút lý lẽ nhà Phật, xin mạn phép bàn chút về nhân quả, về tình yêu, về những điều tưởng vô lý mà có lý nhất trên đời, hiểu lời Phật dạy về nhân quả trong tình yêu để sống một cuộc đời trọn vẹn. Vạn sự tùy duyên, không phải chỉ người theo Phật, hướng Phật mới biết tới đạo lý này, chắc hẳn hầu như ai đó cũng từng nghe, từng thấy,
từng đọc ở đâu đó bốn chữ vạn sự tùy duyên. Mỗi con người, mỗi tình yêu đến với đời ta đều vì chữ duyên, duyên đến hoa nở, duyên đi hoa tàn, không cưỡng cầu được. Thế mới có chuyện hai người xa lạ, vô tình gặp nhau giữa triệu triệu người mà lại cảm mến nhau, trở nên gần gũi thân thuộc, thế cũng mới có chuyện. Hai người tưởng chừng không thể chia lìa, đầu gối tay kề sớm tối mà cũng có ngày lạc nhau giữa biển trời mênh mông, thành người dưng nước lã. Nhưng duyên vì đâu mà đến, vì đâu mà đi, chẳng phải vì đó là nghiệp, là báo, hay chính là luật nhân quả trong tình yêu đó sao? Vì sao ta gặp người này mà không gặp người kia, chẳng phải vì tình yêu của chính ta hay sao? Nếu bạn yêu vật chất, thích hư vinh, vậy người dẫu tốt mà giản dị có ở ngay trước mặt bạn cũng chẳng màng. Nhưng người hào hoa, bóng bẫy thì thoáng qua thôi cũng quyết đuổi theo. Nếu bạn ưa hình thức, mê cái đẹp, thì người dẫu chân thành nhưng kém nổi bật có ngõ lời ngõ ý bạn cũng chẳng quan tâm mà cố tìm cho được đối tượng theo tiêu chuẩn. Mỗi người có quan điểm tình yêu khác nhau, lý tưởng về tình yêu khác nhau nên duyên đến cũng khác nhau. Không tìm người tốt nhất, chỉ mong người phù hợp nhất. Sự phù hợp ở đây chính là nhân quả. Mơ ước tình yêu ngọt ngào sẽ gặp người lãng mạn. Mơ ước tình yêu đơn giản sẽ gặp người chân thành. Mơ ước tình yêu giàu có sẽ gặp người biết lợi dụng. Duyên vốn do người tạo, không thể trách được trời. Gieo nhân nào gặp quả ấy, nhân quả báo ứng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời con người. Luật nhân quả trong tình yêu thì cũng như bao luật nhân quả ở đời, làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Có ai từng tự hỏi tại sao mình lại khổ đường tình như thế? Yêu người không yêu mình, theo đuổi người ta kiên trì, bền bỉ mà vẫn bị phủ phàng. Phải chăng trong những ngày tháng trước, ta đã vô tình làm tổn thương một người khác, gặp gỡ rồi chia ly, tình yêu không có đúng sai, nay ta yêu người này, mai ta yêu người khác. Sự thay đổi của cảm xúc hoàn toàn không phải điều gì quá đáng, có quá đáng chỉ là thái độ, cách hành xử của mỗi người, lừa dối, phản bội, không chân thành, thiếu kiên nhẫn, vụ lợi, tệ bạc, đều không phải lỗi cả việc tình yêu thay đổi mà là lỗi của những nhân cách bị khiếm khuyết, đừng vin vào cớ hết tình nên đối xử tệ với nhau. Không còn tình yêu nhưng luôn có tình người, đủ để thẳng thắn, tôn trọng và dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp sau cuối, nhân quả trong tình yêu thường đến sớm. Ngay khi ta phụ một người thì tức là ta đã gieo nghiệp ác, tự biến mình thành kẻ vô đạo đức, vô lương tâm, chuyện sau này chưa bàn, trước mắt trong lời người thiên hạ ta đã chẳng phải một người đáng trọng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung Lộc trời ban xuống, đúng tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, buôn bán lãi cực đậm, tiền bạc vây quanh, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải mong quý anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Nhâm Tuất sinh năm 1982 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.